Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm muốn thành công cần loại bỏ các lãnh đạo tàn dư của Tổng Trọng? Giới phân tích quốc tế cho rằng sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm nhận chức vụ Tổng Bí thư, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dần trở lại ổn định. Trái lại, chỉ vài giờ sau khi tân Tổng Bí thư nhậm chức, 4 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một thành viên Ban Bí thư, đã bị loại bỏ. Đây là một điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Đảng cầm quyền. Công luận cho rằng đây là những chỉ dấu cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mượn gió đốt lò của Tổng Trọng để tiếp tục bẻ măng là các quan chức tham nhũng. Vì lẽ đó có thể nhận thấy rằng chính trường Việt Nam sẽ tiếp tục rơi vào khủng hoảng và các cá nhân và phe cánh trong đảng sẽ tìm mọi cách để thanh toán lẫn nhau. Với mục đích tối cao là giành bằng được chiếc ghế Tổng Bí thư về phe cánh, dẫu rằng tại thời điểm hiện tại ông Tô Lâm vẫn đang là chủ chính trường. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm có một lợi thế là kho tàng thư nhúng chàm của các quan chức cấp cao từ ủy viên Trung ương Đảng trở lên. Bởi lẽ một khi đã leo lên được chức vụ ủy viên Trung ương Đảng thì gần như các quan chức đều đã phải nhúng chàm, không bê bối chuyện này thì cũng dính líu vụ tham nhũng khác. Ngay cả Tổng Trọng trước đây hay ông Tô Lâm cũng vậy. Do đó, việc ông Tô Lâm thanh trừng các nhân sự không đồng tình với mình chỉ là vấn đề muốn hay chưa mà thôi. Hơn hết, tân Tổng Bí thư hiểu rất rõ thực trạng. Trước khi được Ban Chấp hành Trung ương suy tôn giữ chức vụ người đứng đầu đảng với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối lên đến 100%. Đây là kết quả không có thật. Nó chỉ phục vụ cho việc đánh bóng một nhân vật bị đánh giá là không đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để giữ cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội Việt Nam vào tháng 10 năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã phải nhận tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhất, là minh chứng không thể bác bỏ. Cổ nhân có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có nghĩa là bề ngoài mỗi con người có thể thay đổi, tuy nhiên bản chất, tính cách thì mãi mãi vẫn giữ nguyên. Đó là lý do vì sao đa số lãnh đạo cấp cao của Đảng tại thời điểm hiện nay buộc phải phục tùng và không dám có biểu hiện phản đối tân Tổng Bí thư. Nhưng chắc chắn các thế lực kình địch của Tô Lâm cũng không ngồi yên và chờ đến lượt bị xướng danh, không thể chờ tai họa ập xuống đầu họ. Tất cả các thế lực đã và đang chống lại ông Tô Lâm từ trước đến nay chắc chắn sẽ không thay đổi quan điểm, sẽ tiếp tục coi cho Tô Lâm là kẻ thù chung. Từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 còn khoảng 16 tháng, không quá ngắn để các bên nỗ lực tối đa lật ngược lại thế cờ. Một khi cơ hội xuất hiện, chắc chắn họ sẽ chung tay tiên hạ thủ phi cường, loại bỏ cái gai trong mắt, nhất là khi tân Tổng Bí thư Tô Lâm là nhân vật ban lãnh đạo Bắc Kinh không ưa thích. Giới phân tích khẳng định nếu tân Tổng Bí thư Tô Lâm muốn thành công trong việc nắm chọn quyền lực nhưng Tập Cận Bình ở Trung Quốc thì cần thay máu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, là một sản phẩm mang tàn dư của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để điều hành bộ máy đảng và nhà nước hoạt động hiệu quả, nhất hồ bá ứng, ông Tô Lâm phải ngay lập tức loại bỏ các ứng viên ủy viên Trung ương không ăn cánh, và dường như điều này ông đang cố gắng làm. Thực tế, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 gồm toàn cánh hậu của ông Trọng thuộc phe Nghệ An và Hà Tĩnh, hay các nhân vật nhân sự dùng tiền để mua ghế ủy viên Trung ương. Việc tân Tổng Bí thư tuyên bố tiếp tục kế thừa cuộc chiến chống tham nhũng là phương cách cũng như công cụ đắc lực để ông thanh trừng thay máu nhân sự cấp cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm muốn thành công cần loại bỏ các lãnh đạo tàn dư của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm gia tăng củng cố thế lực, vì sao phe Nghệ Tĩnh phải đề phòng? Tại cuộc họp báo chiều ngày 3 tháng 8, ngay sau khi được suy tôn làm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã cam kết tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng trong buổi chiều này, dưới sự chỉ đạo của tân Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất đồng ý cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ba ủy viên Trung ương Đảng khác phải thôi chức
với lý do vi phạm những điều cấm mà đảng viên không được làm. Trước đó, bốn nhân vật này đã tự làm đơn xin nghỉ. Việc có đến bốn ủy viên Trung ương Đảng gồm một phó thủ tướng, một bộ trưởng và hai bí thư tỉnh bị cho thôi chức ngay trong ngày Tô Lâm nhận chức là dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng của tân Tổng Bí thư sẽ không ngừng nghỉ. Đồng thời, đây cũng là một thông điệp mạnh mang tính răn đe nhằm củng cố quyền lực của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giới phân tích đánh giá rằng bằng hành động cắt tiết gà dọa khỉ, ông Tô Lâm đã đạt được nhiều mục đích, đó là có thể là lời răn đe đối với những lãnh đạo trong đảng rằng kể từ đây cho đến hết đại hội lần thứ 13, mọi quyền sinh, quyền sát trong nội bộ đảng đều nằm trong tay Tổng Bí thư, kể cả việc sắp xếp, bố trí lại nhân sự. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm sẽ dùng chính sách cây gậy mà không cần sử dụng củ cà rốt. Bất kỳ lãnh đạo ở cấp nào chỉ cần có biểu hiện không đồng tình hay chống đối Tổng Bí thư và phe cánh sẽ lập tức bị bắt giam, khởi tố, không thương tiếc. Điều này khiến cho giới lãnh đạo đảng, nhất là các ủy viên Trung ương Đảng phải khiếp sợ. Kể từ sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư, các thế lực của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường và Phan Đình Trạc cũng như phe cánh Nghệ Tĩnh đều tỏ ra ngoan hiền. Đây chính là thành công bước đầu của tân Tổng Bí thư, nhưng quan trọng hơn, nó đã tạo ra nỗi khiếp sợ thường trực bao trùm trong nội bộ lãnh đạo cấp cao. Điều đó đồng nghĩa với việc nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách mà đảng duy trì hàng chục năm nay đã bị ông Tô Lâm chính thức xóa sổ. Tuy nhiên, với sự khôn khéo và nhiều mưu mẹo cộng với sự lọc lõi của một chùm an ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo ra tính chính danh cho ông ta và phe cánh. Theo đó, nhìn từ bên ngoài, dư luận cảm thấy rằng ông đang kế thừa công cuộc đốt lò vốn là di sản của ông Trọng. Từ đó Tô Lâm có thể tiếp tục duy trì cuộc chiến thanh lọc các đối thủ bên trong đảng mà không cần e ngại. Trên cơ sở hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, vấn đề là Tô Lâm muốn đá ai để giành ghế và chia chác cho đàn em và đệ tử Hưng Yên của mình. Các thủ đoạn như vừa kể trên của Tô Lâm khó có thể qua mắt được một số đông người dân Việt Nam, vì Việt Nam là quốc gia có số người sử dụng Internet thuộc hàng đầu trên thế giới. Dù tân Tổng Bí thư tuyên bố chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, công luận vẫn nghi ngờ và cho rằng thực chất việc chống tham nhũng cũng chỉ là vũ khí để Tô Lâm loại bỏ những người không theo ý mình. Với quyền lực tuyệt đối, ông Tô Lâm có thể được so sánh với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Với mục đích đưa Việt Nam sang một trang sử mới, tân Tổng Bí thư có thể đưa ra những quyết định thay đổi, kể cả loại bỏ chính sách do Tổng Trọng đã để lại. Một câu hỏi đặt ra là Tô Lâm có áp dụng mô hình kiểu nước Nga của Tổng thống Putin hay áp dụng kiểu Trung Quốc của ông Tập Cận Bình hay không? Và kính mời các bạn đợi câu trả lời trong bài bình luận sắp tới của Thời báo chấm đề. Quý vị các bạn đã theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm tăng củng cố thế lực, vì sao phe Nghệ Tĩnh phải đề phòng. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.